Dạ thưa mấy cô mấy chị, tôi là Văn Hường, còn con trai nheo nheo. Tết năm nay tuổi vừa đúng 35, nói không phải khoe chứ cô nào mà được cùng tôi làm bạn trăm năm. Cô đó còn có phước hơn là đi tu chinh kiếp. Không phải nói dốc chứ mấy cô, chứ khắp Hậu Giang từ Châu Đốc Long Xuyên cho đến Cà Mau Rạch Giá, ai ai cũng nghe danh công Tư Văn. Tôi là cháu 28 đời của vua Lý Thế Dân. Ông già tôi hồi xuân sanh có 15 bà vợ, mà tôi đây là con của bà xã thứ 10. Cái ngày ăn thôi nôi ba tôi làm tiệc rình rang đãi bà con họ hàng. Khi ấy có một ông giáo sư coi chỉ tay đến coi số mạng cho tôi. Ông quả quyết rằng tôi về sau thế nào cũng được làm vua. Mà quả thiệt ông đoán đúng vô cùng, tôi làm vua đây mà đều làm có đi Tây du học, tôi thi đậu được 4 năm cái cấp bằng thạc sĩ. Ông vua bên Tây ông muốn chọn tôi làm mà dễ đâm sầu. Ông hứa tặng cho con gái ông một số bạc hồi môn là 2 triệu đồng vàng. Nhưng tôi chê cô hăng rết, hàm răng ba xí ba tú mà lại có cái tật lưng tôm. Bằng cái thân ốm yếu cả tâm cả tay ông của tôi không quen xứ lạnh. Lớp thì ở Việt Nam tôi đã quen ăn khô ăn máu không à. Đâu có quen mặn rê bánh mì cá hộp và điểm tâm bằng xúc xích đam bông. Rồi kể từ đó cho tới nay mấy lần xuân lại thu qua mấy bận thịt heo lên giá 60-70 đồng cho đến gần 200 một ký. Văn Hường này vẫn phòng không chiếc bóng gấu chiếc niệm nghiêng. Buồn cha chả là buồn, nhiều khi buồn quá tôi vô trong mấy cái rạch xí nê thường trực coi chớp bóng giải quay. Thì mèn ơi ngó tới ngó lui thấy ai cũng có cặp rù rì rụ rỉ. Còn khi tôi thả bộ la rai xuống bến tàu hứng gió, thấy nhiều cô má phấn mông son cặp tay mấy ông đen thui đen thích. Vừa đi vừa cười cười nói nói. Mà Văn Hường này buồn trời ơi rụng lâu á, tìm hoài biết vợ ở nhà đâu, tôi sắp tới thủ thành đâu vợ chồng. Em tuy sâu nhưng có duyên nhờ nguyện môn, tuy không giàu nhưng hai quen xài bạc triệu bạc muôn. Cô nào muốn nhào vô làm vợ Văn Hường phải chịu khó đắc có ba liều kèn. Điều kiện thứ nhất là phải cho thiệt đẹp, nước da phải trắng tươi như bông bưởi, cặp mắt phải long lanh như hồ thu sóng gợn, và đôi môi phải chum chúm như hoa xuân nở rộ trong vườn. Phải đẹp như tiên mới xứng nghi đáng làm vợ Văn Hường. Nhất là cái lỗ mũi đừng cao quá cũng đừng xẹp quá. Còn hàm răng phải đều như hộp bách, đừng súng cũng đừng hô. Chân mài dòng nguyệt cho nga công, mắt không bù lạch mũi son ma đào ngon á tay. Mũi viết bằng nhau, không mập không ốm không cao không lùn. Điều kiện thứ hai là phải biết ăn mặc thế nào cho đúng điệu là đợt sống mới. Tóc phi dê quần áo mốt cao bồi. Áo thì phải hở lưng hở ngực cho đúng điệu quả diễm sơn. Còn bận zip siêu rê thì phải cho thiệt chặt. Chặt cách nào mà mỗi khi muốn lên taxi không bước lên được. Phải dụm hai chân nhảy lên một cái rụp như vậy mới đúng điệu là Lolita.
còn tiếng ăn lê thì phải biết lai rai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và cũng phải biết lai rai vài câu giao thiệp. Ví dụ như Văn Hường tôi hỏi Hello, what do you do? Thì phải trả lời Yes, I am fine. Bằng không thì Văn Hường tôi sẽ cho thi rất ra gì. Nói cà rỡn với mấy cô cho vui, bởi vì cách tạp của tôi hay pha trò để làm vui bà con cô bác. Cho Văn Hường tôi đã có bà xã rồi. Đám con của tôi thì thằng 2, thằng 3, con 4, con 5 tôi gửi về bên nội. Con 6, con 7, thằng 8, thằng 9 tôi gửi về cho bên ngoại nó nuôi. Vợ tôi nó sợ có con nhiều nuôi không nổi, nên suối tôi đi theo cải lương vài năm để hạn chế. Tôi nghe lời đi theo gác kim chung được 2 năm, chuyên lưu diễn ở xà môn tây. Nào ngờ khi tôi về tới nhà thì cuối năm đó vợ tôi nó có chữ nữ, trời ơi đẻ ngã chim ngã mạ.